ở xa tới á, nên em sẽ hỗ trợ tiền xăng từ 500 tới 1 triệu cho anh chị luôn. Rồi. Hello, chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Miễn Ô Tô em nha. Hôm nay em có trở lại cửa hàng xe máy Sơn Đức Phát nha quý anh chị. Đấy, ở địa chỉ là tổ 6 ấp 5 An Phước, Long Thành, Đồng Nai nha quý anh chị nha. Thì hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật giá Sonic. Sonic nè quý anh chị nha. Mới vừa về luôn. Thì ở đây thì có hai màu. Đây thì mình sẽ gặp Linh để Linh sẽ báo giá cho các bạn mình ha. Rồi ok. Dạ, rồi. Hôm nay em sẽ cập nhật giá xe Sonic giữa tháng 4 cho mọi người luôn ạ. Giá xe Sonic hiện tại đầu tháng giữa tháng 4 này đang giảm mạnh lắm anh. Giảm luôn hả em? Dạ đúng rồi. Ok thì anh thấy là ở đây là có hai màu em. Đây thì dạ, đúng màu rồi. Đỏ. Đây là hàng em mới về đó anh. Ừ. Còn ở đây thì mâm đen quý anh chị nha. Thì có lên cái tem là 150. Đó, tem này là tem mới không phải không em? Dạ. Mới đó. Mẫu này là mẫu á trắng đỏ mâm đen anh. Ừ. Dạ. Đó, nổi bật là cái tem 150R nè. Màu này là màu zin luôn anh. Zin nguyên bản luôn. Còn anh thấy là cái tem bên đây là có chữ là Sonic. Đó. Con này là đen đen đỏ. Ừ. Đen mâm đỏ anh. Mâm đỏ. Đó, có hai bản, hai màu nha quý anh chị nha. Thì cái giá hiện tại cửa hàng mình là cái chiếc này là bao nhiêu em? Hiện tại Sonic giữa đầu tháng 4 này anh giá đang giảm mạnh luôn. Con này hiện tại bên em đang bán với giá là 53.500. Vậy em? Dạ đúng rồi. Hai màu jean này em bán bằng giá nhau luôn anh. Vậy. Rồi. Thì nếu anh chị mình trả góp thì mình đưa trước. Đối với dòng Sonic đó này á, anh chị mua trả góp chỉ còn trả trước tầm 7 triệu trở lên là mua được rồi anh. Vậy em? Dạ, 7 triệu rồi. À. Rồi như là các bạn mình quý anh chị mình ở xa lại thì nghe nói là cửa hàng mình có hỗ trợ đúng không? Trường hợp những khách ở xa tới á, anh em sẽ hỗ trợ tiền xăng từ 500 tới 1 triệu cho anh chị. Quá dạ. Ok luôn em ơi. Miễn là trước khi tới á, chỉ cần gọi điện cho em nói là có liên hệ trước cho em là sẽ được giảm giá ha. Ok luôn quý anh chị nha. Đó, ok thì đây mình sẽ cho quý anh chị mình xem hai phiên bản hai màu nha. Đó, màu mâm đỏ là có chữ nổi bật là Sonic. Sonic nha quý anh chị. Và bên đây mâm đen là cái tem nó có 150R nha quý anh chị. Nha. Đó, quý anh chị mình cứ lựa chọn. Và trong cửa hàng thì anh thấy cũng còn những cái màu in 3D đúng không em? Bây giờ em chọn anh vô coi mấy mẫu Sonic bên em đồ 3D. Rồi ok. Đây quý anh chị. Đó thì nhiều màu nha. Quý anh chị mình vô đây mình lựa chọn và em sẽ cập nhật giá cho anh luôn nha. Dạ. Đầu tiên là chiếc con này là phiên bản Repson anh. Rồi. Dạ, con này hiện tại bên em đang bán với giá là 55 triệu anh. Mua góp cũng chỉ cần trả trước 7 triệu trở lên là mua được rồi. Rồi, thủ tục okay thì luôn. Em sẽ nhắc lại thủ tục luôn. Thủ tục rất là đơn giản anh, chỉ cần chứng minh gốc, hộ khẩu gốc hoặc là chứng minh gốc bằng lái là mua được rồi. Trường hợp mà không có chứng minh, không có hộ khẩu gốc, không có bằng lái luôn thì khách hàng chỉ cần bổ sung cho em cái hộ khẩu photo công chứng đủ 16 trang là mua được rồi anh. Dạ. Rồi, hiện tại thì giá con đó là em báo bao con nhiêu? Này hiện tại bên em bán với giá là 55 triệu. 55. À. Là bao gồm đồ màu và đổi màu luôn. Đổi màu cà vẹt cho mình luôn anh. Ừ. Rồi phí hóa đơn đăng bánh là phí biển số thì khách hàng cứ liên hệ trực tiếp với em sẽ tính phí biển số cho khách. Tại vì mỗi khách hàng sẽ có mỗi ở mỗi nơi khác nhau anh em không tính cụ thể được. Đó. Có gì khách cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo số điện thoại của em để bên dưới. Em sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ hơn cho khách. Rồi, chiếc màu vàng này luôn em. Dạ, con này hiện tại bên em bán cũng là giá 55 triệu luôn anh. Đồng giá với con màu gạch son luôn. Đặc biệt là những dòng xe con tay này bên em đang giảm giá 50% khi khách gắn có chống trộm luôn anh nha. Có chống trộm luôn em. Dạ, đúng rồi. Ok quá. Riêng gắn phụ kiện chống trộm thì bên em đang có chương trình giảm 50%. Ừ. Rồi tiếp theo đi em. Dạ tiếp màu, theo là em này là con màu xanh. Xanh này là xanh dương á anh. Ừ. Nói chung những màu 3D độ này anh nhìn thấy là khá là đẹp nè. Dạ. Các bạn nha, các bạn fan like mạnh nha các bạn. Hiện tại những mẫu này bên em, con màu 3D này bên em đang bán với giá 55 triệu luôn anh. Dạ. 55 luôn đồng giá. Dạ, 3 chiếc là rồi. Đồng giá 55. 3 chiếc màu đồ bên em bán đồng giá là 55 triệu. Ok. Anh quay bên đây đi, con này là phiên bản gốc trắng đỏ mâm đỏ resin anh. Ừ. Còn chiếc bên đó là sao em? Tem zin con là sao? Này là hồi nãy mình đã quay ở ngoài kia rồi á. Ờ à, vậy hả? Dạ đúng rồi. Giá là 53 triệu 500. Ừ ok. Rồi.
Con này là mâm đỏ. Dạ đúng rồi. Rồi giá luôn em. Con trắng đỏ mâm đỏ này em đang bán đồng giá với đàn màu 3D luôn anh. Giá của nó là 55 triệu. Dạ đúng rồi. Ok. Rồi qua đây thì anh thấy hai chiếc này là gin. Hai chiếc này là Sachi anh. Sachi này là à, đây đây Sachi mình nhầm luôn quý chị nha. Này là Sonic Sachi. Ở Sachi thì giá hiện tại là bao nhiêu em? Sachi anh, Sachi hai em này là Sachi nhập. Sachi nhập hay còn gọi là Sachi tư nhân á anh. Hai cái em này đang hiện tại đang có giá là 54.500. 54. Dạ đúng rồi. Sachi nhập luôn anh nha. Ok. Là hai chiếc đồng giá luôn ha em. Dạ đúng rồi. Đây, chiếc màu, màu tem màu, rất là đẹp nè. Dạ, màu này là màu mẫu 2021 á anh. Ừ. Màu jean luôn, không có độ. Rồi em có thể nhắc lại cái thủ tục mình trả góp bao gồm là giấy tờ gì hả em? Dạ thủ. Ra đi trời ơi. Dạ em sẽ tư vấn thêm về thủ tục mua góp và cuộc với hàng bên em. Nếu như mà khách hàng mua trả góp á, chỉ cần chứng minh góp, hộ khẩu góp hoặc là chứng minh góp bằng lái là mua được rồi anh. Trường hợp ví dụ như mà khách hàng ở xa tới mà có liên hệ trước với em sẽ giảm tiền xăng cho khách từ 500 đến 1 triệu ha. Rồi ok luôn. Rồi trước khi khách tới hoặc là trường hợp khách ở xa không biết đường thì có alo trực tiếp với em. Ví dụ như mà đang ở đâu không biết đường tới em sẽ chạy lại rước khách luôn. Đi lại rước luôn, rất là nhiệt tình nha quý anh chị nha. Đó thì quý anh chị và các bạn mình gần xa thì có nhu cầu mua thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình để được em Linh tư vấn rõ ràng và chi tiết hơn ha. Em nhắc lại địa chỉ của bên em nha. Địa chỉ bên em là ấp 5 An Phước, Long Thành, Đồng Nai, gần cổng khu công nghiệp Long Thành. Ok. Đó, khách cứ tới ngay cổng khu công nghiệp Long Thành gọi điện cho em. Cửa hàng xe máy Sơn Đức Phát nha quý anh chị. Rồi thì cảm ơn em nha. Dạ, tạm biệt anh nha, hẹn mọi người lần sau. Rồi.